Bát Thánh Đạo. Lời Phật dạy: Này Subhata, trong pháp luật nào không có Bát Thánh Đạo? Thời ở đấy không có đệ nhất sa môn, ở đấy không có đệ nhị sa môn, cũng không có đệ tam sa môn, cũng không có đệ tứ sa môn. Này Subhata, trong pháp luật nào có Bát Thánh Đạo? Thời ở đấy có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, cũng có đệ tam sa môn, cũng có đệ tứ sa môn. Những hệ thống ngoại đạo khác đều không sa môn. Này Suhadda, nếu những vị tỳ kheo này sống chân chánh, thời đại này không vắng những vị A-la-hán. Kinh Trường Bộ tập 1, trang 659. Kinh Đại Bát Niết Bàn. Lời di chúc cuối cùng này đã xác định chánh pháp của Đức Phật là Bát Chánh Đạo. Ngoài Bát Chánh Đạo ra thì không có pháp môn được gọi là giáo pháp của Đức Phật, bởi vì Bát Chánh Đạo là một chân lý trong bốn chân lý của Phật giáo. Như các bạn đã biết, chúng tôi đã xác định Bát Chánh Đạo là tám lớp học của Phật giáo, được chia theo ba cấp: giới, định, tuệ. Như vậy, Bát Chánh Đạo là chương trình giáo dục đào tạo đức nhân bản nhân quả cho mỗi người, để biến cuộc sống thế gian này thành cõi cực lạc thiên đường. Cho nên Đức Phật dạy người đệ tử cuối cùng của mình trước giờ nhập Niết Bàn là bài pháp này. Tất cả giáo pháp của ngoại đạo, ngay cả kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông, cũng không có Bát Thánh Đạo. Thậm chí còn có Tâm Kinh Bát Nhã dạy không có khổ tập diệt đạo, tức vô khổ tập diệt đạo. Cho nên hàng ngày trong các chùa thường tụng kinh vô khổ tập diệt đạo. Ngược lại, kinh sách Nguyên Thủy dạy nếu pháp luật nào không có Bát Thánh Đạo là không có sa môn đệ nhất, đệ nhị, đệ tam và đệ tứ. Chỉ một đoạn kinh cũng đủ xác định kinh sách Đại Thừa không phải là kinh sách của Phật giáo. Kinh sách Nguyên Thủy, phần đông trong những bài kinh như thế này đã xác định và phân biệt rõ ràng pháp nào của Phật và pháp nào của ngoại đạo, không thể lẫn lộn nhau được. Như đã nói ở trên, giáo pháp của Phật là một chương trình giáo dục đào tạo những bậc A-la-hán, chứ không phải là những ngôn thuyết suông như những kinh sách tưởng giải. Cho nên, người nào đã tu học theo đúng chánh pháp của Phật giáo, theo chương trình Bát Chánh Đạo, chỉ qua lớp chánh kiến thôi, thì cũng cái nhìn chân chánh, không bao giờ bị kinh sách ngoại đạo xen vào lừa đảo được. Theo chúng tôi khuyên mọi người tu học theo Phật giáo thì nên dựa vào Bát Chánh Đạo và phải được sự hướng dẫn của một bậc thầy đã tu chứng quả A-la-hán, thì con đường tu tập sẽ được dễ dàng hơn, không còn khó khăn và không sợ lừa đảo tu sai lệch vào pháp môn của ngoại đạo. Chúng tôi ước nguyện ngày mai sẽ có chương trình giảng dạy trong 8 lớp học này thành lập và mở cửa đón nhận những người con thân thương của Phật giáo về tu học. Chừng đó, Phật giáo mới được chấn chỉnh hoàn toàn, tà pháp không xen lẫn vào kinh sách của Phật được nữa. Đó là ước vọng của chúng tôi. Nhưng ngày mai có thành tựu được hay không là do phước của chúng sanh. Riêng chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để đền đáp công ơn muôn một của Đức Phật. Bát Chánh Đạo là chân lý của loài người, là phương pháp triển khai cuộc sống trên thế gian trở thành cảnh giới thiên đàng, cực lạc, vân vân. Là chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản nhân quả của con người để trở thành những bậc A-la-hán vô lậu hoàn toàn. Bởi vậy, Bát Chánh Đạo là báu vật vô giá nhất của loài người. Khi năm anh em Kiều Trần Như được nghe Phật thuyết bài pháp này lần đầu tiên, khi nghe xong, cả năm người đều trở thành những bậc pháp nhãn thanh tịnh, có nghĩa là các ngài đã thấu rõ các pháp trên thế gian này như thật, không còn một sự hiểu lầm lạc nào cả, không còn có một tôn giáo nào, một giáo pháp nào lừa đảo các ngài được. Bao nhiêu kiến chấp những pháp môn của ngoại đạo
từ xa xưa như kinh Vệ Đà, các ngài đều ném bỏ xuống hết. Vì thế, các ngài mới được gọi là chứng pháp nhãn thanh tịnh. Kính thưa các bạn, chúng tôi đã vạch cái sai của những kinh sách phát triển sau thời Đức Phật, có chứng cứ lời Phật dạy hẳn hoi để dựng lại giáo pháp đúng của Phật, đó là Bát Chánh Đạo, một chương trình giáo dục đào tạo những bậc A-la-hán. Thế mà các bạn chưa chịu nhận ra sao? Hôm nay, đoạn kinh này, lời di chúc cuối cùng của Đức Phật: trong giáo pháp, có giới luật nào không có Bát Chánh Đạo thì không có sa môn. Lời xác định này rõ ràng, không còn ai chối cãi được. Lời dạy trên có nghĩa là trong giáo pháp và giới luật nào không có Bát Chánh Đạo là không có đệ tử của ta. Chữ sa môn có nghĩa là những người tu theo Phật giáo, khác với bà la môn là những người tu theo ngoại đạo. Trong đoạn kinh này, sa môn chỉ cho những người đệ tử của Phật, chứ không phải sa môn dành riêng cho tu sĩ. Các bạn đừng hiểu sai, nên hiểu chữ sa môn là chỉ chung trong giới đệ tử của Phật. Chúng đệ tử của Phật gồm có: 1. Cư sĩ nam, sa môn thứ nhất. 2. Cư sĩ nữ, sa môn thứ hai. 3. Tu sĩ nam tăng, sa môn thứ ba. 4. Tu sĩ nữ ni, sa môn thứ tư. Từ xưa đến nay, người ta hiểu sai chữ sa môn là những chữ dành riêng cho giới tu sĩ tăng ni. Nhưng trong đoạn kinh này đã xác định chương trình tu học Bát Chánh Đạo mới có sa môn thứ nhất, thứ nhì, thứ ba và thứ tư. Như vậy, sa môn là chỉ cho những người đệ tử của Phật. Do đó, giáo pháp và giới luật nào có Bát Chánh Đạo thì mới có đệ tử của Phật, còn giáo pháp và giới luật nào không có Bát Chánh Đạo là không có đệ tử của Phật. Như vậy, giáo pháp Mật Tông, Tịnh Độ Tông, Pháp Hoa Tông, Thiền Tông có Bát Chánh Đạo không? Cho nên, giáo pháp và giới luật nào không nằm trong chương trình Bát Chánh Đạo thì làm sao gọi là giáo pháp của Đức Phật được? Tóm lại, bài kinh này đã xác định giáo pháp của Phật là giáo pháp Bát Chánh Đạo rất rõ ràng. Vậy mong các bạn hãy suy ngẫm đúng đắn, đừng để rơi vào tà kiến của các tổ sư. Đừng ngoan cố sẽ dẫn mình đi vào con đường sai lầm, uổng phí cả một đời tu theo Phật giáo mà không nếm được mùi vị giải thoát của Phật giáo, thật quá uổng.